nắng lóe đàn chim giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa chi chuyện mình, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trong môi một kiếp đã đo. Cố tìm tình trong chất ngôn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Đời mong manh quá kể chi chuyện mình, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trong môi một kiếp đã tình trong chất ngôn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho chào mừng quý vị bạn quay trở lại với kênh Báo Hùng Audio. Chúng ta vừa thưởng thức những âm thanh một bài hát hết sức quen thuộc nhưng lại được thể hiện bởi một cặp loa mới về tại Báo Hùng Audio. Đó là cặp loa Tannoy Memory HVK. Có thể chúng ta nghe tai nghe thì sẽ cảm nhận được rõ nhất những cái chi tiết của những tiếng đàn, của những cái chất giọng rất là đặc sắc của ca sĩ Phương Phương Thảo, đúng không ạ? Với cái bài hát Một Mình em thấy em test rất nhiều trên hệ thống khác, thì hôm nay em đã test trên cặp loa Tannoy Memory. Có thể nói rằng
phần trung âm cực kỳ lợi, phần chi tiết, những tiếng đàn, những tiếng tỉa tót cực kỳ là rõ nét, với một cái chất âm có thể nói rằng rất ấn tượng trên cặp loa Memory HP kép. Cặp loa này thì em vừa giới thiệu với anh em tối hôm qua và giao lưu với toàn thể anh em trên mọi miền với mức giá là 115 triệu, hàng nguyên bản đẹp xuất sắc. Anh em có nhu cầu hay quan tâm thì qua trực tiếp báo ông Audio sẽ có mức giá tốt nhất để giao lưu với anh em. Xin cảm ơn.